Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm qua mình có nhận được một cuộc gọi là từ bệnh viện là đi tái khám cho Cutis. Và hôm nay là tới ngày tái khám cho Cutis. Và bây giờ mình sẽ cho Cutis ăn sáng và hai cho con mình cùng đi tái khám cho Cutis nhé. Ăn cơm chưa mà? Thì bây giờ hai cha con mình cũng ăn sáng rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài trạm xá, mình đi tái khám cho Cutis nhé. Đi con, đi ra. Bây giờ mình cũng đã tới phòng khám để tái khám lại cho em Cutis rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tới đây khám luôn. Thank you.
nữa. Con ngồi xuống đây nào, con ngồi xuống đây, ngồi đi. Thank you.
Thank you.